Hello chào anh em nhá. Thì lại là một cái video mới trên kênh mà anh của nội lên sóng để giải thích cho các anh em những cái câu hỏi, cái thắc mắc trong thời gian này. Thì thời điểm này có rất nhiều các anh em có hỏi mình, bên cạnh việc là quan tâm cái dòng máy thì cũng có nhiều anh em thường hay là gặp phải một số cái lo lắng về việc là không biết là có nên mua máy ảnh cũ mà ảnh đã qua sử dụng hay không, hay là có nhiều anh em thì cũng nghĩ rằng là nếu như mà với mức kinh phí này thì thay vì việc mua máy ảnh đã qua sử dụng thì liệu có nên mua luôn một cái máy mới đập hộp không. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích cho các anh em một vài cái lý do mà vì sao chúng ta nên chúng ta sắm một con máy ảnh đã qua sử dụng nhá. Thì máy ảnh cũ, máy ảnh đã qua sử dụng là một chủ đề luôn luôn là được rất nhiều anh em mới chơi quan tâm, bởi vì cái lý do thứ nhất thì thường cái dòng máy đã qua sử dụng nó sẽ có một cái phần nó tiết kiệm cái kinh phí của các anh em rất là đáng kể. Ví dụ như chúng ta lấy một cái giả định đi, là ví dụ anh em có khoảng tầm 15 triệu, bây giờ chúng ta mà muốn mua một con máy mới đập hộp gọi là full box chính hãng ấy, thì chúng ta bắt buộc sẽ chỉ có thể mua được những con máy gọi là, nó gọi là cái dòng entry level, những con máy dành cho người mới chơi thôi. Những con máy này thì thường là nó sẽ có cái thông số nó không được ấn tượng này, chất lượng ảnh nó cũng ở mức độ vừa phải này, chất lượng build vỏ nó không được tốt. Anh em dùng một thời gian kiểu gì anh em cũng sẽ cảm thấy rất là chán và bắt buộc chúng ta phải đổi máy hoặc là lên đời. Trong khi đấy thì với cái mức giá 15 triệu anh em hoàn toàn chúng ta có thể sắm được những con máy đã qua sử dụng, nhưng mà là những con máy đời cũ hơn, có thể là về cái gọi là date năm sản xuất, có thể là nó là những con máy đời cũ nhưng mà nó thường sẽ là những con nó thuộc cái phân khúc mid range, hoặc thậm chí là có thể là anh em sắm được cả những con máy thuộc cái phân khúc chuyên nghiệp được rồi. Với cái 15 triệu này, nếu như anh em muốn mua một con máy mới, chúng ta sẽ chỉ có thể mua được những con máy dạng như là những con kiểu 750D, 800D, những con máy entry level thôi, mà chúng ta muốn mua đập hộp ấy. Thì thứ nhất là nó là những con máy nó phân khúc thấp, và thứ hai là thường con máy này dùng anh em dùng một thời gian là kiểu gì cũng chán. Trong cái đấy thì với 15 triệu thì ví dụ ở Canon chúng ta có thể sắm được những cả những con máy full frame rồi, hay thậm chí là ở bên Fujifilm là anh em có thể sắm được cả những con kiểu dòng XT 2 số, kiểu XH1, XT2. Sony cũng tương tự, anh em có thể sắm được cả những con full frame tương đối tốt rồi. Thì đấy, tức là tóm lại là gì? Với một cái mức kinh phí như nhau, nếu anh em mà sắm một con máy mới đập hộp thì thường sẽ có máy thuộc dòng phân khúc thấp, nó cho cái hiệu năng nó không được ấn tượng, anh em dùng thời gian là chán. Trong khi đấy thì nếu với cái tùng mức kinh phí đấy anh em sắm một con máy đã qua sử dụng thì thường chúng ta có thể chúng ta sắm được những con máy thuộc cái phân khúc tương đối cao rồi, và cho anh em được những cái chất lượng ảnh rất tốt, hiệu năng cực kỳ tốt luôn. Và đặc biệt là với cùng với mức giá đấy, anh em sắm những con máy đã qua sử dụng thì thường cái giá trị sử dụng nó được lâu dài. Một cái thứ hai thì có thể nhiều anh em không biết ấy, là các hãng máy ảnh thì khi mà họ bán các dòng máy khác nhau thì sau một thời gian họ thường sẽ hoặc là ngừng sản xuất này, hoặc là họ sẽ cắt cái dòng đấy để đổi sang một cái dòng khác mới hơn. Thế nên nếu như anh em mà có thể chúng ta đang săn tìm một cái mã máy cụ thể ở đấy ấy, thì có rất nhiều trường hợp anh em bắt buộc là phải mua một con máy đã qua sử dụng. Ví dụ như là nếu anh em có thể chúng ta đang đam mê, chúng ta đang muốn tìm một con máy rất đặc biệt của Nikon hạn, ví dụ như là dòng Nikon DF ấy, thì bây giờ chắc chắn là không có máy mới sản xuất nữa. Hoặc ví dụ như là chúng ta muốn mua một con kiểu X-Pro 1, X-Pro 2 của Fujifilm ấy, thì cũng chắc chắn là chúng ta phải mua máy cũ, không thể nào chúng ta mua máy đập hộp được nữa bởi vì hãng họ đã dừng sản xuất. Thế nên là với việc anh em mua những con máy cũ, chúng ta có thể tìm được những cái mã máy đã ngừng sản xuất của các hãng mà nó có những cái đặc điểm, những cái đặc tính nó đặc biệt mà bây giờ những con máy đời mới hơn nó không có. Một cái lý do thứ ba nữa thì cái lý do này có thể là sẽ không nhiều anh em quan tâm, nhưng mà những năm gần đây, đặc biệt là trong thế kỷ 21 này, thì là một cái chủ đề mà có rất nhiều các quốc gia và các tổ chức họ ngày càng họ đề cao, đó chính là cái vấn đề về phát thải rác thải điện tử, rác thải công nghệ ấy. Thì có thể nhiều em cũng không biết, các cái dòng máy ảnh điện tử bây giờ thì đều là sử dụng rất nhiều các cái dòng chất bán dẫn. Khi mà chúng ta sử dụng những cái dòng máy này, ví dụ chúng ta mà vứt ra khỏi môi trường ấy, thì có rất nhiều những cái chất bán dẫn này nó sẽ bị thất thoát ra ngoài môi trường mà không được tái chế, không được sử dụng lại. Thế với việc anh em sử dụng những cái dòng máy đã qua sử dụng, những cái dòng máy cũ này, thì thứ nhất là chúng ta tiết kiệm cái việc sử dụng cái chất bán dẫn, những cái chất hóa học để sử dụng trong việc chế tạo những cái vi mạch điện tử này rất là nhiều. Một cái thứ ba nữa thì có thể sẽ không nhiều anh em quan tâm, thế nhưng mình cũng xin muốn nhắc đến một chút, đó là trong thế kỷ 21 này thì một cái chủ đề đang rất là hot mà rất nhiều quốc gia, rất nhiều các tổ chức có đề cập, đó là vấn đề gọi là tiết kiệm và tái sử dụng các cái chất bán dẫn. Những cái dòng máy ảnh này thì cũng rất giống như những cái thiết bị điện tử khác, ví dụ như là loa đài, tivi hay là điện thoại, smartphone là có sử dụng những cái chất bán dẫn trong vi mạch của nó. Thế nên khi mà chúng ta sử dụng cái dòng máy này qua một thời gian mà chúng ta lại đổi sang các dòng máy khác và chúng ta không sử dụng cái đời máy cũ nữa ấy,
thì vô tình là chúng ta khiến có một cái lượng chất bán dẫn không nhỏ là bị phung phí. Trong khi đấy thì việc khai thác chất bán dẫn này trong tự nhiên thì đang ngày càng cạn kiệt. Thế nên anh em cứ hiểu này, việc chúng ta tái sử dụng lại những cái dòng máy ảnh cũ đã qua sử dụng này thì cũng là một cái phần nào đấy chúng ta gọi là bảo vệ môi trường này, chúng ta tiết kiệm cái chất bán dẫn, gọi là giảm lượng khai thác trong thiên nhiên này. Và đặc biệt là có rất nhiều con máy có thể là nếu anh em sử dụng của những cái người họ không có nhu cầu nữa thì cũng là một cái sự rất là tốt. Bởi có nhiều con máy cũ đã có sử dụng này mà với những người ta không có nhu cầu nữa, người ta vứt ở trong nhà của họ, người ta vứt trong gác xếp, trong tủ các thứ, nó rất là phí. Nên việc chúng ta đẩy mạnh cái việc mua đi bán lại, trao đổi những cái dòng máy đã qua sử dụng này thì cũng là một cách nó rất là tiết kiệm những cái chi phí mua sắm trong xã hội này. Chúng ta tiết kiệm những cái nguồn nguyên liệu, những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên, một góp phần nào đấy là đóng góp cho sự phát triển của xã hội nói chung. Thế nên là việc anh em mà mua và sử dụng những cái dòng máy đã qua sử dụng này thì là nó là cái phần rất là gián tiếp, nó góp phần cho việc bảo vệ môi trường. Còn đương nhiên thì việc mua những dòng máy đã qua sử dụng thì nó cũng sẽ đi kèm với một vài những cái nguy cơ. Thì đương nhiên là anh em mua các dòng thiết bị điện tử nói chung mà những dòng đời cũ, đời qua sử dụng thì nó đều có những cái nguy cơ thôi. Thế nên là khi mà chúng ta quyết định muốn mua một con máy ảnh cũ ấy thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình những cái kiến thức, những cái hiểu biết nhất định để khi mà chúng ta đi xem, đi kiểm tra thiết bị, chúng ta biết được, phân biệt được những cái dấu hiệu, những cái nguy cơ của nó để chúng ta có thể sắm định con máy đúng với giá thành. Hoặc là một cái cách thứ hai đó là chúng ta nên mua sắm ở những cái shop uy tín, những shop có những cái chế độ, những cái chính sách nó tốt. Ví dụ như là shop máy ảnh cũ chúng mình thì luôn luôn sẽ có những cái chính sách bảo hành kể cả cho các khách hàng mua các dòng máy ảnh đã sử dụng nhé. Shop mình thì kể cả anh em có mua máy đã qua sử dụng thì cũng được bảo hành lên tận 1 năm luôn. Đây là một cái gọi là rất là uy tín và yên tâm cho các anh em. Ok, thì nếu chúng ta có bất cứ những câu hỏi nào, những thắc mắc nào trong cái việc mà anh em có thể đang quan tâm việc muốn mua sắm các dòng máy đã qua sử dụng nhưng mà có nhiều những cái câu hỏi, những cái lo lắng gì thì có thể đại dưới phần bình luận để chúng mình rất là sẵn lòng trả lời những thắc mắc của các anh em nhé. Còn cảm thấy cái video như này hay thì để làm một like và một sub để đón xem những cái video tiếp theo của kênh Máy Ảnh Cũ của chúng mình nhé.